xây tượng Lenin lãnh đạo xứ Nghệ hốt cú chót. Tính chất cộng sản của Đảng Cộng sản Việt Nam theo giới quan sát, công luận và truyền thông quốc tế đánh giá chỉ còn vẻn vẹn trong cái tên gọi, dù rằng Đảng vẫn luôn khẳng định chủ nghĩa Mác Lênin là nền tảng tư tưởng và là học thuyết cách mạng. Đó là lý do vì sao bản tin của báo Tuổi Trẻ vào ngày 3 tháng 4 với tựa đề Nghệ An sẽ có tượng Lênin bằng đồng nặng 4,5 tấn đã làm dư luận trên mạng xã hội nổi sóng. Bản tin của báo Tuổi Trẻ. Bản tin cho biết tỉnh ủy Nghệ An sẽ tổ chức lễ khánh thành công trình tượng Lênin tại thành phố Vinh vào giữa tháng 4 năm 2024. Tượng Lênin nặng 4,5 tấn được làm bằng đồng nguyên chất, được lãnh đạo Nghệ An ca ngợi rằng sẽ tạo thêm không gian đẹp, điểm nhấn cho diện mạo đô thị trung tâm thành phố Vinh. Theo giới quan sát, thông tin này không mới vì dự án này đã được chính quyền tỉnh Nghệ An thông báo từ đầu năm 2020, nhưng bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19. Dự án này đã bị nhiều người sử dụng mạng xã hội chỉ trích nặng nề, bởi chính bản thân nước Nga và nhiều nước xã hội chủ nghĩa cũ đã đập phá, gỡ bỏ gần hết tượng Lenin. Tại sao lãnh đạo tỉnh Nghệ An lại muốn dựng tượng kẻ phản động này? Nhà báo Nguyễn Quốc Bình viết trên trang Facebook cá nhân như sau: thiếu gì cách kiếm tiền, tại sao quan chức vẫn cứ thích làm mấy cái thứ tào lao như cổng chào, tượng đài như vậy? Mà cái tượng đài này thì cả thế giới người ta vứt và sọt rác rồi, sao vẫn còn cố đấm ăn xôi như vậy, để dân nó chửi cho điếc cả tai? Một cái tỉnh đông ủy viên trung ương nhất, nghèo nhất mà chẳng thấy thằng nào mở miệng ra can ngăn. Facebook Thái Bảo thì viết: chúng nó chỉ cần có tượng đài là được, đâu cần hình gì của ai, chỉ bày vẽ ra để có cái mà nớp. Chúng nó thờ thằng Lenin và thằng ấy vì được nó phù hộ cho tham nhũng hay sao? Một tượng đài Lenin ở Đông Âu đã bị tháo dỡ. Làn sóng xây tượng đài cổng chào của các quan chức lãnh đạo địa phương ở Việt Nam tưởng đã chấm dứt bởi sự chỉ trích từ truyền thông nhà nước cũng như công luận, vậy mà đến nay vẫn còn. Dẫu rằng xây tượng đài chỉ thuần túy cho phục vụ công tác tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng các quan chức địa phương cũng được sơ múi kha khá, và nó chính là động lực để các quan nghĩ đủ cách, đủ kiểu để hưởng phần trăm hoa hồng từ dự án. Công luận cho rằng trong lúc đa phần người dân còn phải lo cái ăn, cái mặc, trẻ nhỏ còn thiếu học phí, người già thiếu tiền thuốc men, thì xây tượng đài là việc làm vô bổ, lãng phí và không thiết thực. Vậy tại sao các địa phương không dành những nguồn ngân sách đó để lo những việc thiết thực với dân hơn, như đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư vào bệnh viện, trường học hay các chương trình xóa đói, giảm nghèo? Xây dựng tượng đài chỉ là thủ thuật của lãnh đạo địa phương để có các khoản hoa hồng lót tay lên đến 30-40% trị giá công trình, tức là tiền tham nhũng. Với công trình nghìn tỷ thì khoản hoa hồng này là cực lớn, bởi vậy nó có một sức hấp dẫn ghê gớm. Đó là lý do tại sao những tỉnh luôn vẫn phải xin gạo cứu đói cho dân, lại là những địa phương đầu tàu hăng hái nhất trong việc xây dựng tượng đài, và Nghệ An là một ví dụ. Theo giới chuyên gia, việc xây dựng tượng đài dễ tham nhũng hơn cả, bởi những rủi ro và công trình kém chất lượng gây ra thấp hơn các công trình xây dựng khác. Do đó, tỷ lệ lại quả có thể không phải là 30-40%, mà có thể lên đến 60-70% tổng mức đầu tư với dự án tượng đài. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Vương Đình Huệ cùng ông trùm phe Nghệ An. Theo giới chuyên gia, việc xây dựng tượng đài ồ ạt ở Việt Nam những năm qua hoàn toàn không liên quan đến nhu cầu văn hóa, nghệ thuật, thẩm mỹ hay không gian thư giãn của người dân, mà chủ yếu là do các quan làm kinh tế, lãnh đạo các địa phương muốn kéo vốn ngân sách về cho địa phương của mình và thông qua các dự án tượng đài, cổng chào để mà xa xẻo, lấy tiền chia nhau bỏ túi. Khi việc xây dựng tượng đài trở thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, chắc chắn không ai dám ngăn cản, đồng thời dự án dễ dàng được thông qua với kinh phí được duyệt là khá thoáng. Đó là chưa kể tới việc điều chỉnh, sửa đổi thiết kế trong quá trình thi công, dự toán phát sinh cũng được thông qua dễ dàng. Đây là điều kiện để các quan chức địa phương tha hồ kiếm trác. Một điều đáng báo động là chất lượng các công trình tượng đài sau khi khánh thành
chất lượng xuống cấp rất nhanh. Do thi công ẩu bớt xén số lượng và chất lượng nguyên vật liệu, nên chỉ sau một thời gian ngắn các tượng đài mau chóng trở nên hoang phế, tàn tạ. Đừng quên cựu Thủ tướng Anh Quốc cũng đã từng khẳng định rằng tư bản chủ nghĩa có thể không chia đều sự giàu có, nhưng xã hội chủ nghĩa thì chia rất đều sự nghèo khổ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin xây tượng Lenin lãnh đạo xứ Nghệ An hút cố chót hay sao. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Mục tiêu của chiến dịch ván bài lật ngửa của Tô Đại là gì? Cuộc chiến công đình trong nội bộ thượng tầng của Việt Nam có nhiều dấu hiệu cho thấy đang gia tăng về cường độ. Các bên đã và đang tận dụng cả truyền thông nhà nước và mạng xã hội để mà tấn công lẫn nhau. Quy trình hòn bấc ném đi, hòn chỉ ném lại đang thể hiện rất rõ hơn lúc nào hết. Nhưng theo giới quan sát, rõ ràng phe của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đang ở thế công, còn phe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang ở thế thủ. Status của bà Hồ Thu Hồng, tức Hồng Beo, trên trang Facebook cá nhân. Cựu Tổng biên tập báo Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, bà Hồ Thu Hồng được cho là người tình của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, cựu Thứ trưởng Bộ Công an. Tướng Hưởng là cố vấn an ninh và tôn giáo của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đồng thời cũng là cấp trên của ông Tô Lâm trước khi ông về hưu. Mới đây, bà Hồng đã viết trên trang Facebook cá nhân rằng mới hết khúc dạo đầu, chính thức bắt đầu chương 1, cùi không sợ lở của bản giao hưởng mang tên ván bài lật ngửa. Theo giới quan sát, thông điệp của bà Hồng có thể được cho là tín hiệu từ phe chủ chiến là phe Tô Lâm. Đây có thể là một cảnh báo cho rằng việc hạ bệ cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chỉ là khúc dạo đầu mà thôi. Một khi chính thức bắt đầu chương 1, cùi không sợ lở của bản giao hưởng mang tên ván bài lật ngửa thì đến cỡ như Tổng Trọng cũng chưa chắc đã được yên. Theo giới quan sát, một trong những lý do buộc Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và phe cánh phải gia tăng sức ép với Tổng Trọng, buộc ông phải sớm rời bỏ chính trường, vì có nhiều dấu hiệu cho thấy ông Trọng đang tìm cách để ngồi lại ở nhiệm kỳ thứ tư. Dẫu theo Hội nghị Trung ương 8 khóa 13, trong phiên bế mạc, Tổng Trọng đã chính thức thông báo ông sẽ nghỉ khi hết nhiệm kỳ Đại hội 13 vì tuổi đã quá cao và phải ngồi tới 3 nhiệm kỳ Tổng Bí thư liên tiếp. Theo giới thạo tin khẳng định, Tổng Trọng hoàn toàn không muốn nghỉ mà muốn ngồi ghế Tổng Bí thư đến hết đời. Bởi ông Nguyễn Phú Trọng đang lo sợ quy luật, cá ăn kiến rồi có ngày kiến ăn cá. Bộ trưởng Bộ Công an, ông Đại tướng Tô Lâm. Công cuộc đốt lò đến nay đã hoàn toàn thất bại so với mục tiêu của nó, bởi Tổng Trọng đã lợi dụng chống tham nhũng làm vũ khí để triệt hạ phe phái, cũng như bảo vệ các quan chức phe của ông. Việc Bộ trưởng Bộ Công an mới đây lật mặt nạ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, một nhân vật thân cận của Tổng Trọng, đã khiến công cuộc đốt lò tuột khỏi tầm kiểm soát của ông Trọng. Hơn nữa, công tác nhân sự dưới sự chỉ đạo của Tổng Trọng trên cương vị trưởng tiểu ban nhân sự tại các kỳ đại hội đảng gần đây cho thấy đã rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Chỉ trong 3 năm đầu nhiệm kỳ đại hội 13, từ năm 2021 cho đến 2026, đã có tới 21 trên 200 ủy viên trung ương đảng chính thức và dự khuyết bị kỷ luật, bị khởi tố, thậm chí bắt giam. Trong đó có tới 4 trên 18 ủy viên Bộ Chính trị. Ngoài ra còn rất nhiều tổ chức đảng và cán bộ đảng viên các cấp bị kỷ luật, bị khởi tố từ Bắc đến Nam. Công luận đánh giá chưa bao giờ Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền của họ lại để xảy ra tình trạng cán bộ chạy chức chạy quyền, mua ghế trầm trọng như dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư. Điều đó cho thấy chất lượng nhân sự do trưởng tiểu ban nhân sự Nguyễn Phú Trọng lựa chọn là rất có vấn đề. Những điều vừa kể trên cho thấy việc thay thế, thậm chí là xử lý hình sự với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo tính toán của Tô Lâm là hoàn toàn có cơ sở. Trong bài viết Nguyễn Tấn Dũng lại thoát nữa của tác giả Trung Điền từ năm 2019 đã đưa ra một cảnh đáng chú ý như sau. Sự kiện ông Nguyễn Phú Trọng bị đột quỵ Kiên Giang đã hé mở một viễn cảnh
là phe nhóm ông Dũng có thể quậy trở lại trong đại hội đảng lần thứ 13. Cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một đối thủ chính trị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo tác giả, dẫu ông Trọng làm Tổng Bí thư và lúc đó đang giữ thế thượng phong, nhưng đàn em của ông Dũng trong chính phủ vẫn còn rất đông. Nếu thiếu thận trọng, ông Trọng có thể lãnh đổ. Không những cái bình của chế độ này sẽ vỡ, mà ngay cái mạng sống của ông Trọng cũng không biết không có khả năng đảm bảo được, và nó có thể biến mất bất cứ khi nào. Đến nay, ông Trọng đã ở trong tình trạng cảnh sức tàn lực kiệt, thì dự báo của tác giả Trung Điền về khả năng quay lại của phe phái Ba Dũng là hoàn toàn có thể. Xin nhắc lại, mối quan hệ giữa Bộ trưởng Tô Lâm với Thủ trưởng cũ Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng còn rất bền chặt. Trong vụ án của Đại tá Nguyễn Duy Linh, cựu Phó Cục trưởng Cục Tình báo Bộ Công an, là con trai của tướng Hưởng, dù bị tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại, nhưng cuối cùng Nguyễn Duy Linh chỉ nhận án phạt có 13 năm tù. Điều này được đánh giá là thắng lợi của ông Tô Lâm. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp ngày hôm nay của Thời báo .de với bản tin Mục tiêu của chiến dịch ván bài lật ngửa của Tô Đại sắp tới là gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.